Xin chào quý vị và các bạn. Và tiếp theo trong cái chuyên mục tử vi của ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Hợi trong cái năm Canh Tý 2020 về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi. Tử vi chi tiết tuổi Hợi và vận trình tài lộc từng tháng trong cái năm 2020 này để người tuổi Hợi biết để đón lành, tránh dữ trong cái năm này. Theo tử vi thì tuổi Hợi năm 2020 thì con giáp này dễ gặp phải cái tiểu nhân, dù là tình cảm hay là tài lộc cũng đều bất ổn, dễ phải đối mặt với cái tổn thất về cả tình cảm và tiền bạc. Vậy thì cái chi tiết cụ thể của những người tuổi Hợi và cái vận trình về sức khỏe, tình cảm và cách hóa giải như thế nào? Bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đi tìm hiểu cụ thể về tổng quan tử vi tuổi Hợi trong cái năm 2020. Năm 2020 tuổi Hợi và Thái Tuế đồng vượng tăng cường thêm sức mạnh cho ngũ hành thủy. Thế nhưng do ảnh hưởng của kiếp tài và nhiều hung tinh khác nên là vận thế bản mệnh năm nay bình thường vướng phải nhiều cái chuyện cạnh tranh mâu thuẫn. Người tuổi này dễ phải tiêu phí nhiều các cái khoản hoặc gặp trục trặc trong các cái mối quan hệ với anh em, họ hàng, dễ gặp tổn thất nếu không biết giữ mình, đồng thời sức khỏe cũng dễ bị tổn hại. Năm 2020 là cái năm Canh Tý, thiên can canh kim lộ xuất chính ân, thái tuế tý thủy lại lộ xuất kiếp tài. Trong cái năm này thì người tuổi Hợi gặp nhiều chuyện cạnh tranh, thường phải đối mặt với kẻ tiểu nhân, dễ bị anh em bạn bè thân thiết hãm hại hoặc đem tới những cái ảnh hưởng không tốt. Con giáp này không chiếm được ưu thế gì trong sự nghiệp, khó chạm tay tới cơ hội thăng tiến, nếu có cơ hội trước mắt cũng dễ bị kẻ khác tranh giành, dễ chi tiêu tốn kém, mâu thuẫn thường xuyên xảy ra, các cái mối quan hệ xã giao không được thuận lợi. Mặt khác thì thất sát cũng mang lại những cái tác động không tốt trên phương diện hôn nhân và tài lộc cho người tuổi Hợi. Thất sát đại diện cho những cái hoạt động rượu chè, phong lưu kiện tụng, vì thế mà bản mệnh nên khiêm tốn, biết mình biết ta, không nên hiếu thắng mâu thuẫn với mọi người. Làm việc gì cũng cần phải suy nghĩ kỹ càng, không nên làm việc chỉ theo hứng thú nhất thời hoặc làm việc chỉ để thỏa mãn sở thích cá nhân. Ngoài ra thì bản mệnh cũng nên biết giữ mình, giữ cái khoảng cách hợp lý với những người khác giới, không nên để cái chuyện tình cảm gây ảnh hưởng đến công việc. Người độc thân có thể đạt được cái bước đột phá trong cái chuyện tình cảm, thậm chí có những cái cặp đôi còn đi đến quyết định hôn nhân. Tuy nhiên thì trước khi đưa ra những cái quyết định trọng đại của cuộc đời, bạn cần phải suy nghĩ kỹ càng để tránh những cái rắc rối có thể nảy sinh sau này. Những người đã lập gia đình hoặc đã có đôi có cặp dễ phạm đào hoa, nếu không có cách giải quyết hợp lý thì dễ gây ảnh hưởng đến hôn nhân. Trong năm Canh Tý, người tuổi Hợi cần phải biết giữ mình, biết lắng nghe ý kiến của người khác, không nên căng thẳng làm theo ý mình. Phải suy nghĩ chín chắn, kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Đừng để mình bị lôi kéo, không nên đi đến những cái nơi đông người, hỗn tạp hoặc những cái nơi ẩm thấp, nguy hiểm. Trong sự nghiệp thì bản mệnh không nên hợp tác làm ăn với anh em bạn bè, không nên ham cái lợi trước mắt mà đầu tư nguy hiểm, đặc biệt là nếu làm trong những ngành kinh doanh thủy lợi thủy sản. Chỉ nên giữ quan hệ với những người đáng tin tưởng, tránh xa những kẻ tiếp cận với ý đồ lợi dụng hãm hại mình. Và thứ hai là chúng ta cùng tìm hiểu về cái tử vi sự nghiệp của tuổi Hợi trong cái năm 2020 này. Trong cái năm Canh Tý thì người tuổi Hợi có nhiều cơ hội để phát triển sự nghiệp nhờ được quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên thì vì cái khả năng cạnh tranh không mạnh nên là con giáp này khó chiếm được ưu thế hơn người, dễ để cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc. Thêm vào đó, tiểu nhân luôn rình rập bên cạnh để phá rối nên là bản mệnh khó đạt được bước tiến lên trong sự nghiệp, cơ hội thăng chức tăng lương gần như là nằm ngoài tầm với. Năm nay thì những chú heo cũng gặp phải nhiều cái bất lợi nếu tham gia các cái cuộc thi cử, bầu cử cũng như là trong cái mối quan hệ xã giao với mọi người. Lời khuyên cho bản mệnh trong năm này, trong năm 2020 là không nên hành động theo cảm tính, nên giữ lý trí, suy nghĩ kỹ càng trước khi bắt tay vào làm bất cứ cái việc gì. Trong các mối quan hệ cần nhận ra và tránh xa những cái kẻ tiểu nhân gây hại cho sự nghiệp phát triển của bản thân, biết cách hành xử khéo léo để thân thiết với những người chính trực đứng đắn, giữ các mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Trong chuyện tình cảm cần có thái độ trung thủy, không nên bắt cá hai tay khiến chuyện tình cảm trở nên phức tạp, rắc rối, gây ảnh hưởng tới sự nghiệp hoặc làm tổn thương bản thân cũng như người khác. Khi lựa chọn đầu tư, không
không nên lựa chọn đầu tư vào những cái ngành nghề như thủy sản, thủy lợi, tài chính, thực phẩm. Vấn đề thứ ba là vấn đề tài lộc của người tuổi Hợi trong năm 2020. Thì người tuổi Hợi trong cái năm này thì tài lộc không vượng trong các việc đầu tư kinh doanh, thì bạn dễ bị đối thủ giành trước cơ hội, dễ phải chịu tổn thất, thậm chí là dễ rơi vào cái cảnh phá sản do tin tưởng anh em bạn bè hoặc do cạnh tranh thất bại. Có thời điểm bản mệnh gặp rắc rối về tài chính do hiếu thắng, thiếu suy nghĩ hoặc do hứng thú nhất thời. Vì thế mà trong thời điểm này, tuổi Hợi chớ nên tham gia nhiều mối đầu tư, đặc biệt là những cái mối đầu tư lợi nhuận cao nhưng cũng tiềm ẩn nhiều cái nguy cơ. Không nên hợp tác làm ăn với người khác phái, trong đó có cả những cái mối quan hệ anh em, bạn bè thân thiết, nếu không sẽ dẫn đến cái tình trạng tiền bạc thất thoát, thậm chí là phá sản. Khi làm việc, cần phải suy nghĩ kỹ càng, có tâm lý đề phòng người khác, không nên tin theo lời ai một cách dễ dàng. Ngoài ra thì bản mệnh cũng cần phải có cái lối sống khoa học, biết giữ mình, tránh xa các cái chất kích thích dễ gây tổn hại sức khỏe và là cái nguồn cơn gây ra những cái rắc rối không đáng có trong sự nghiệp. Thứ tư là về tình cảm của người tuổi Hợi trong cái năm này. Thì trong năm 2020 thì người tuổi Hợi đào hoa khá vượng. Cho dù là bản mệnh là nam hay nữ thì nhân duyên với người khác giới đều rất tốt đẹp. Nếu còn là người độc thân thì bạn dễ có những cái bước đột phá trong chuyện tình cảm, thậm chí có thể bước vào cái cuộc sống hôn nhân. Tuy nhiên, tình cảm lứa đôi không phải lúc nào cũng đến với bạn một cách dễ dàng. Vì thế mà ngoài cái việc lựa chọn một cái đối tượng phù hợp với mong muốn, bản mệnh cũng cần không ngừng nhìn lại bản thân, sửa đổi những cái thói hư tật xấu, phát huy những cái điểm mạnh của chính mình. Một khi đã tìm được người ưng ý thì nên biết trân trọng, không nên kén cá chọn canh, cuối cùng thì sôi hỏng bỏng không. Mặt khác thì vận đào hoa vượng không phải là cái dấu hiệu cát lành cho những người đã lập gia đình vào năm Canh Tý. Bản mệnh dễ phạm đào hoa dữ, cần đề phòng các cái đối tượng khác giới có ý định tiếp cận gần gũi với mình. Hãy biết giữ mình và giữ khoảng cách, tránh để chuyện tình cảm ngoài luồng gây ảnh hưởng đến cái cuộc sống hôn nhân cũng như sự nghiệp. Ngoại tình chỉ là cái biểu hiện của sự thất bại trong cái quyết định. Vấn đề thứ năm là tử vi về sức khỏe của người tuổi Hợi trong năm 2020. Thì trong cái năm này thì tình hình sức khỏe của người tuổi Hợi không mấy khả quan. Thái tuế thủy vượng khiến các cái yếu tố kim và hỏa trong ngũ hành bị yếu đi, khiến bản mệnh dễ mắc các cái bệnh về tim mạch, dễ phải chịu nhiều áp lực trong cuộc sống. Hệ thống hô hấp cũng không khỏe mạnh, bản mệnh dễ mắc phải những cái căn bệnh như là cảm cúm, thấp khớp do sự thay đổi của thời tiết. Một số người gặp phải vấn đề về thận. Trong năm nay thì bản mệnh không nên nóng nảy, chủ động gây thị phi, mâu thuẫn với người khác. Trong các cái buổi liên hoan, tụ tập cũng như trong cuộc sống, cần biết giữ mình, không nên lạm dụng bia, rượu, thuốc lá hoặc có thái độ sống quá phóng túng gây ảnh hưởng đến cái sức khỏe về lâu về dài. Ngoài ra thì tuổi Hợi cũng nên tránh đến những cái nơi ẩm thấp có nhiều sát khí nếu không muốn những cái yếu tố không lành mạnh ảnh hưởng đến mình. Tốt nhất là bản mệnh nên có chế độ nghỉ ngơi và làm việc hợp lý, tham gia nhiều vào các hoạt động tập thể, hoạt động công ích, những công việc mang ý nghĩa tích cực để giải tỏa áp lực, cải thiện các cái mối quan hệ, mang lại nhiều cơ hội hơn cho chính mình. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với tử vi tuổi Hợi năm 2020 theo từng cái tuổi chi tiết. Đó là các tuổi Đinh Hợi 1947, Kỷ Hợi 1959, Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Ất Hợi 1995, Đinh Hợi 2007. Trước hết là chúng ta cùng đến với tử vi của tuổi Đinh Hợi sinh năm 2007, mệnh Ốc Thượng Thổ. Thì năm 2020 là một cái năm mà khá may mắn và thuận lợi với những người sinh năm Đinh Hợi. Sự nghiệp, học tập của bản mệnh không gặp nhiều khó khăn, trở ngại. Tuy nhiên là bản mệnh cũng không nên có cái thái độ lơ là, coi thường mà cần phải cố gắng không ngừng. Ở trên lớp, người sinh năm này cần phải tập trung tinh thần nghe giảng. Khi về đến nhà, phải hoàn thành nhiệm vụ được giao, tìm được sự hứng thú trong công tác học tập. Xác định mục tiêu trước mắt của mình rõ ràng, không để những cái yếu tố bên ngoài tác động đến mình. Nếu làm được những cái việc này, chắc chắn cuối năm bản mệnh sẽ nhận được những cái kết quả xứng đáng, thành tích học tập có nhiều khởi sắc. Về vấn đề sức khỏe, trẻ nhỏ bước vào cái giai đoạn dậy thì có nhiều thay đổi về tâm sinh lý. Vì vậy, cha mẹ cần quan tâm đến con nhiều hơn, hướng con theo những cái suy nghĩ đúng đắn, sắp xếp thời gian biểu hợp lý. Không nên tiếp xúc quá nhiều với đồ điện tử hoặc mạng Internet. Không nên chú ý quá nhiều đến những cái bạn khác giới xung quanh mình.
Nếu không muốn điều này gây ảnh hưởng đến công việc học tập của mình, nếu giữa cha mẹ và con cái nảy sinh những cái bất đồng về quan điểm thì nên trò chuyện bình tĩnh, không nên dùng những biện pháp mạnh hoặc bắt con cái nhất nhất nghe theo ý kiến của mình. Tiếp theo là chúng ta cùng đến với tuổi Ất Hợi sinh năm 1995, mệnh Sơn đầu hỏa. Bước vào cái năm 2020 thì những người sinh năm Ất Hợi còn trẻ tuổi có thể chưa quen với môi trường lao động nên khó có cơ hội vận dụng được cái lý luận và khả năng của mình vào thực tế công việc. Cho dù có tài nhưng chưa chắc con giáp này đã tìm được cái thời điểm thích hợp để phát huy. Vì thế mà sự nghiệp không có bước phát triển nào lớn hơn. Do đó mà Ất Hợi nên mạnh dạn, tự tin hơn, giữ thái độ khiêm tốn học hỏi. Nếu không hiểu thì cần phải hỏi người đi trước. Không nên làm bừa gây ra cái sai sót. Cần học cách thích nghi với những cái môi trường khác nhau, cố gắng nâng cao hiệu quả công việc, cũng như luôn giữ được những cái suy nghĩ tích cực, lạc quan. Về chuyện tình cảm, năm nay cảm xúc của người tuổi này không ổn định. Không nên trao gửi tình cảm cho ai một cách dễ dàng hay giữ khoảng cách thích hợp với những người có ý đồ tiếp cận mình. Nếu đã lập gia đình, bản mệnh cần phải có cách sắp xếp thời gian hợp lý. Không nên lạnh nhạt, thờ ơ với nửa kia vì quá tập trung cho sự nghiệp. Khi có thời gian rảnh, bạn cần lập ra những cái kế hoạch hâm nóng tình cảm, tạo cơ hội để đôi bên thêm thấu hiểu nhau. Và tiếp theo chúng ta cùng sang tuổi Quý Hợi sinh năm 1983, mệnh Đại Hải Thủy. Năm Canh Tý là một năm cực kỳ may mắn với người tuổi Quý Hợi. Bản mệnh có nhân duyên tốt, dễ được quý nhân phù trợ, cộng với tham vọng lớn, dũng cảm đối diện với mọi vấn đề xảy ra, dám nghĩ dám làm nên nhất định có thể đạt được thành tích xuất sắc trong sự nghiệp. Tuy nhiên thì con giáp này cũng cần phải biết khiêm tốn, không nên đắc ý quá mức, lơ là công việc khiến mọi cố gắng đều đổ sông đổ bể. Không nên nóng nảy, coi thường người khác, chủ động gây chuyện thị phi, mâu thuẫn, có thái độ ham học hỏi, chú ý lắng nghe, nghe lời góp ý, luôn tôn trọng lãnh đạo, những người đi trước và đồng nghiệp xung quanh. Dù có sự nghiệp phát triển nhanh chóng, nhưng bản mệnh thường lơ là tình trạng sức khỏe của bản thân, không muốn dành thời gian để đi khám bệnh hoặc thả lỏng tâm trạng, nên cơ thể dễ bị ảnh hưởng xấu. Sức khỏe chính là cái vốn quan trọng nhất của con người. Nếu bản mệnh muốn thực hiện tham vọng của bản thân thì việc đầu tiên phải làm chính là quan tâm đến cơ thể của chính mình. Không nên suy nghĩ quá nhiều, tự tạo áp lực cho bản thân, ăn uống cần điều độ đúng giờ, không ăn đồ cay nóng và chú ý bổ sung nhiều rau quả trái cây. Đừng dành hết thời gian trong ngày cho công việc mà nên chú ý rèn luyện sức khỏe, chăm chỉ ra ngoài hít thở không khí, thư giãn tinh thần. Và bây giờ chúng ta cùng đến với tuổi Tân Hợi sinh năm 1971, mệnh Thoa Xuyến Kim. Nửa đầu năm 2020 thì người tuổi Tân Hợi gặp nhiều chuyện may mắn. Mọi việc đều tiến triển thuận lợi nhờ có quý nhân giúp đỡ, cộng với sự vươn lên cố gắng không ngừng nên bản mệnh có thể đạt được mục tiêu đã đặt ra từ trước. Tuy nhiên, trong các cái mối quan hệ xã giao, bản mệnh cần tỉnh táo nhận ra rằng ai là người tốt, còn ai là kẻ tiểu nhân ưa nịnh bợ. Bởi rất có thể những kẻ xấu xa sẽ tung tin đồn xấu gây ảnh hưởng đến cái tiến độ công việc cũng như là cái hình ảnh của bạn. Nếu vẫn có thể tiếp tục duy trì phong độ thì đến cuối năm con giáp này sẽ gặt hái được rất nhiều thắng lợi trong cả lĩnh vực sự nghiệp lẫn tài chính. Có nhiều năm, có điều năm nay bản mệnh không thích hợp với các cái hoạt động đầu tư. Nếu có ý định đầu tư thì chỉ nên tham gia vào những cái hạng mục nhỏ và vừa, đồng thời giữ thái độ cẩn trọng trước khi đưa ra cái quyết định nào đó, cần phải quan sát kỹ càng, lên kế hoạch thật cụ thể. Trong năm Canh Tý, chuyện tình cảm của tuổi Hợi không có nhiều biến động. Những người độc thân có thể mở rộng quan hệ, chịu khó giao tiếp với những đối tượng được giới thiệu thì có thể tìm ra được người như ý. Những người đã kết hôn thường không quan tâm chú ý nhiều đến cái nửa kia do quá bận cái công việc, dễ khiến tình cảm bị phai nhạt. Bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian với nửa kia hơn, củng cố mối quan hệ vợ chồng. Và tiếp theo là chúng ta cùng đến với tuổi Kỷ Hợi sinh năm 1959, mệnh Bình Địa Mộc. Năm 2020 là một năm bình ổn đối với người tuổi Kỷ Hợi. Tuy nhiên thì đôi khi sẽ có những chuyện không mong muốn xảy ra. Bản mệnh cần phải chuẩn bị trước tâm lý, cho dù phải đối diện với những cái trắc trở khó khăn, cũng không nên nhụt chí, sợ hãi hay bi quan mà nên giữ tâm lý ổn định tích cực. Trong vấn đề tài chính, con giáp này cần phải có những suy nghĩ thật là cẩn thận và thấu đáo. Không nên mù quáng nghe theo những nguồn thông tin bên lề hoặc từ những người không đáng tin.
Ở vào thời điểm này, Kỷ Hợi không nên lựa chọn đầu tư. Trường hợp xấu nhất có thể khiến bản mệnh rơi vào cảnh túng thiếu, mọi công sức lao động đổ sông đổ bể. Cho dù làm bất cứ việc gì, người tuổi này cũng cần quan sát để ý tình hình thị trường. Làm gì cũng cần chuẩn bị sẵn đường lui cho bản thân. Về vấn đề sức khỏe thì bản mệnh không nên làm việc quá sức. Nếu có vấn đề bất thường thì cần phải khám xét kịp thời, không nên chần chừ do dự kéo dài thời gian ở bệnh. Khi có những biến cố bất ngờ xảy ra, cần giữ tâm lý vững vàng, không nên quá kích động gây ảnh hưởng cho tim mạch, huyết áp, thần kinh. Khi có việc xuất hành, cần chú ý an toàn giao thông, không nên lái xe khi mà đầu óc không tỉnh táo. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tuổi Đinh Hợi, sinh năm 47, mệnh Ốc Thượng Thổ. Năm 2020 mang lại khá nhiều niềm vui cho người sinh năm Đinh Hợi. Tình hình tài chính có cái dấu hiệu tăng trưởng, không phải lo lắng đến cái chuyện thiếu thốn. Có điều là người sinh năm này cần chú ý đến phương diện sức khỏe của mình hơn. Đồ ăn nên chọn các loại thực phẩm sạch, cách chế biến thanh đạm, ít dầu mỡ, nên ăn nhiều bữa trong ngày nhưng mỗi bữa không nên ăn quá nhiều. Cần có cái chế độ nghỉ ngơi hợp lý, không nên làm việc quá sức. Phương pháp rèn luyện phù hợp với tình trạng sức khỏe của bản thân. Bản mệnh tuổi Đá Cao cần có cái sự quan tâm bầu bạn của con cái, tuy nhiên thì không nên quản lý hay là yêu cầu con cái quá chặt chẽ. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, khi có việc gì không nên giấu trong lòng mà nên chú ý tâm sự, chia sẻ với nhiều người trong nhà hơn. Nếu có nhiều thời gian, bản mệnh có thể tham gia các hoạt động tập thể, tăng cường giao lưu, trò chuyện với những người có cùng độ tuổi. Bản mệnh tránh đi xa một mình. Khi đi đâu cần phải có người đi cùng, hết sức cẩn thận, tránh những sự cố ngoài ý muốn xảy ra. Và tiếp theo, xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với vận trình tử vi từng tháng trong năm 2020 của tuổi Hợi. Trước hết, đấy là tử vi tháng 1 năm 2020 âm lịch. Thì trong cái tháng âm lịch đầu tiên của năm Canh Tý thì vận trình của người tuổi Hợi không ổn định, đặc biệt là ở hai cái phương diện tình cảm và tài lộc có nhiều biến động nhất. Trên phương diện tình cảm, con giáp này thường hay mâu thuẫn tranh cãi với nửa kia. Nhưng may mắn, hai bên thường bao dung, thấu hiểu cho nhau nên thường làm hòa rất nhanh. Những người còn độc thân có cơ hội gặp được người như ý. Nếu có được người khác theo đuổi thì cũng nên suy nghĩ kỹ càng, không nên đưa ra những cái quyết định quá chớp nhoáng gây ra những cái tổn thất về sau. Khoảng thời gian đầu năm, người tuổi này cần phải chi tiêu khá nhiều cho các cái hoạt động lễ lạt, giấy tờ, thủ tục nên tình hình tài chính không mấy khả quan. Do đó mà người tuổi này cần có kế hoạch chi tiêu hợp lý, không nên dành tiền vào những cái khoản không cần thiết. Bước sang tháng 2 âm lịch, sự nghiệp của người tuổi này có những cái dấu hiệu tích cực, nhờ thế mà tài chính cũng có bước phát triển khả quan. Trong công việc, bản mệnh phát huy được cái đức tính chăm chỉ, cẩn thận của mình nên thường làm vừa lòng lãnh đạo, được cấp trên đánh giá cao. Đồng nghiệp yêu mến, con giáp này có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao một cách xuất sắc, tiền đồ rất hứa hẹn. Trên phương diện tài chính, những người làm đầu tư kinh doanh được thần tài phù trợ nên không những có thể tìm được những cái mối đầu tư có giá trị, đánh bại đối thủ cạnh tranh mà còn có thể tạo lập được cái vị thế trên thị trường, kiếm được một cái khoản lợi nhuận đáng ngưỡng mộ. Đây là cái thời điểm thích hợp đầu tư, bán mệnh nên mở rộng các cái mối quan hệ xã giao và củng cố quan hệ người quen, chuẩn bị chu đáo cho cái bước phát triển tương lai của mình. Và bước sang tháng 3 năm 2020 âm lịch thì sự nghiệp của bản mệnh không có nhiều điểm sáng như tháng vừa qua. Tuy nhiên thì sức khỏe ổn định không gây nên những cái ảnh hưởng xấu đối với sự nghiệp và cuộc sống. Trong công việc, bản mệnh có thể hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao khi hợp tác với đồng nghiệp. Tuy nhiên thì nếu có mâu thuẫn, tranh chấp gì xảy ra, con giáp này không nên mất bình tĩnh, nóng nảy, đưa ra những cái quyết định sai lầm mà nên kiên nhẫn giao lưu, trao đổi để đi đến quyết định cuối cùng, tránh gây tổn thất cho công ty. Về vấn đề sức khỏe, bản mệnh thường cảm thấy mệt mỏi, uể oải do tác động của thời tiết, vì vậy mà cần chú ý rèn luyện sức khỏe, ăn uống hợp lý, có chế độ sinh hoạt khoa học. Khi có vấn đề xảy ra, cần giữ trạng thái tinh thần tích cực, không nên lo nghĩ tự mang lại áp lực cho bản thân mình. Và bước sang tháng 4 âm lịch, chuyện tình cảm của người tuổi Hợi có những cái bước chuyển biến tích cực hơn so với tháng trước. Tuy nhiên thì con đường sự nghiệp vẫn còn lắm chông gai. Về mặt tình cảm, tháng này bản mệnh cực kỳ vượng vận đào hoa, đặc biệt là với nữ mệnh vẫn còn độc thân. Bạn có thể hấp dẫn được những cái đối tượng khác phái tài năng, có điều kiện tốt nhờ cái bản tính dịu dàng, chu đáo và tâm lý của mình. Nam mệnh cũng sẽ gặp được người như ý muốn nếu có thái độ chủ động và tích cực theo đuổi.
Trên phương diện sự nghiệp, bản mệnh dễ gặp phải những cái sai sót nhỏ do thái độ làm việc lơ đãng, thiếu tập trung. Những điều này khiến cấp trên cảm thấy không hài lòng và mất tin tưởng ở bạn. Nếu muốn phát triển hơn nữa trong tương lai, bản mệnh cần phải chấn chỉnh lại cái thái độ làm việc hiện giờ của mình ngay. Và bước sang tháng 5 âm lịch năm Canh Tý thì cái lĩnh vực tình cảm của bản mệnh không còn vượng như cái tháng 4. Thêm vào đó thì tình hình sức khỏe cũng không mấy lạc quan. Thời điểm này bản mệnh không còn được nhiều cái đối tượng săn đuổi, hy vọng tìm được cái nửa kia thực sự phù hợp của mình khá thấp. Vì vậy mà tốt nhất bản mệnh không nên đặt nặng cái vấn đề này vào cái thời điểm này, mà nên tập trung tinh thần cho sự nghiệp. Những người đã lập gia đình, có mối quan hệ khá xa cách với con cái, do công việc quá mức bận rộn, bản mệnh cần dành nhiều thời gian để ở bên và trò chuyện với các con của mình. Đồng thời không nên dồn hết trách nhiệm chăm sóc nhà cửa cho nửa kia. Tình hình sức khỏe của bản mệnh không được tốt, dễ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn. Vì vậy mà cần chấp hành nghiêm chỉnh các cái quy định về an toàn giao thông, tuyệt đối là không lái xe khi mà đầu óc mệt mỏi, thiếu tỉnh táo. Bước sang tháng 6 năm 2020 âm lịch thì sự nghiệp của người tuổi Hợi biến động khá nhiều trong cái thời điểm tháng 6 âm lịch này. Tuy nhiên thì xét về tổng thể thì có cái dấu hiệu phát triển đi lên. Nhờ thế mà tài lộc cũng có những cái bước khởi sắc ấn tượng. Trong công việc, những đề nghị góp ý của bản mệnh đều được cấp trên để ý và đánh giá cao, có cơ hội thể hiện năng lực của bản thân mình, góp sức cho sự phát triển của bản thân. Đồng thời, bản mệnh dành nhiều thời gian để tiếp xúc với đồng nghiệp, khiến môi trường làm việc trở nên nhẹ nhàng, thân thiện, giảm bớt được rất nhiều áp lực. Trên phương diện tài lộc, con giáp này có thể gặp được những cái mối đầu tư mang tính cách là thách thức, nhưng nhờ có cái sự tự tin và cái khả năng đánh giá tình hình chuẩn xác nên bạn đưa ra được những cái quyết định sáng suốt, tránh được những cái tổn thất không đáng và kiếm được cái khoản lời lãi kha khá cho mình. Bước sang tháng 7 âm lịch thì tài lộc của người tuổi Hợi vẫn tiếp tục phát triển đi lên so với tháng trước, tuy nhiên thì tình cảm lại vướng phải nhiều rắc rối nghiêm trọng. Những người làm trong lĩnh vực nhà hàng, du lịch, dịch vụ có thể kiếm được nhiều khoản tiền lãi trong cái khoảng thời gian này, lại thêm có thần may mắn phù trợ nên là khả năng bản mệnh có thể phát tài nhờ vận may của mình. Trên phương diện tình cảm thì người tuổi này thường gặp phải nhiều cái chuyện thử thách tình cảm của đôi bên, ví dụ như là sự xuất hiện của kẻ thứ ba, sự can thiệp của cha mẹ. Tất cả những cái điều này đều khiến bản mệnh và nửa kia dễ nảy sinh mâu thuẫn, tranh cãi, chiến tranh lạnh. Vì thế mà bản mệnh cần phải giữ vững cái lý trí khi giải quyết mọi chuyện, bao dung với nửa kia và cho người ta khoảng không gian riêng tư nhiều hơn. Và bước sang tháng 8 âm lịch thì sự nghiệp của bản mệnh có bước tiến khá vững vàng, tổng thể có dấu hiệu phát triển, tuy nhiên thì tình trạng sức khỏe lại xuống dốc rõ ràng trong cái thời điểm tháng 8 âm lịch này. Người đã đi làm phải chịu trách nhiệm nhiều nội dung công việc, có nhiều khả năng phải tăng ca thức khuya, tuy nhiên bản mệnh không nên lấy đó làm khó chịu, năng nhặt tật bị rồi bản mệnh sẽ tìm được cái cơ hội khẳng định bản thân ngay vào tháng này. Những công việc bạn phụ trách đều được hoàn thành đúng thời gian và có kết quả rất tốt. Điều này sẽ khiến lãnh đạo nhìn bạn bằng đôi mắt khác xưa. Có điều trong tháng, sức khỏe có dấu hiệu giảm sút vì những người làm văn phòng thường ít di chuyển, vận động nên dễ khiến xương cốt thoái hóa. Do đó, nếu có thời gian rảnh thì nên dành thời gian rèn luyện cơ thể, ăn uống khoa học và đều đặn. Sang tháng 9 năm 2020 âm lịch, trong tháng này, sự nghiệp của người tuổi Hợi có nhiều thay đổi so với tháng trước, tuy nhiên chuyện tình cảm vẫn không có dấu hiệu khả quan. Trong công việc, có thể đôi khi bản mệnh sẽ cảm thấy mệt mỏi, tuy nhiên bạn vẫn giữ được tinh thần tích cực, hết mình và có trách nhiệm với công việc được phân công. Để giảm căng thẳng, stress, bản mệnh có thể tâm sự với những người đáng tin tưởng, chăm chỉ vận động hoặc tham gia các cái chuyến du lịch ngắn ngày. Trên phương diện tình cảm, nếu muốn chạm tay được tới hạnh phúc, bản mệnh cần giữ thái độ chủ động hơn. Nếu gặp được người như ý muốn, hãy mạnh dạn là người kéo gần khoảng cách giữa đôi bên. Nếu không thì rất có khả năng hai người sẽ chỉ là mối quan hệ xã giao đi lướt qua nhau. Bước sang tháng 10 âm lịch, người tuổi Hợi tiếp tục gặp may trên con đường tài lộc. Thế nhưng sức khỏe có cái dấu hiệu giảm sút, đặc biệt là vào khoảng thời gian nửa cuối tháng. Nhờ có thành tích làm việc tốt, bản mệnh được lãnh đạo đánh giá cao nên cơ hội thăng chức tăng lương nằm ngay trước mắt. Ngoài ra thì các lĩnh vực đầu tư của con giáp này cũng thu được những cái khoản lợi nhuận đáng mừng,
khiến cuộc sống của bạn mệnh trở nên dư dả, có thể thoải mái tận hưởng mọi điều mà mình yêu thích. Tuy nhiên thì về cái vấn đề sức khỏe, bạn mệnh dễ mắc phải những cái căn bệnh như là cảm cúm, nhức đầu, dạ dày. Vì thế cần ăn nhiều đồ ăn tươi, rau, hoa quả, tránh các cái món cay nóng. Đồng thời thì nếu cơ thể có những cái dấu hiệu bất thường thì nên tranh thủ thời gian đi khám ngay, không nên chần chừ kéo dài thời gian mắc bệnh. Bước vào tháng 11 âm lịch thì người tuổi này không được thuận lợi trên con đường sự nghiệp, đặc biệt là nửa cuối tháng có thể xuống dốc nghiêm trọng, tài lộc cũng chịu sự ảnh hưởng nên không có cái tín hiệu lạc quan. Tuổi Hợi thường hay mắc sai lầm, sai sót trong công việc, dễ mâu thuẫn với cấp trên và đồng nghiệp, đắc tội với mọi người xung quanh. Và bản mệnh cần phải biết kiềm chế tính nóng nảy của mình, trước khi nói hoặc làm gì cần phải suy tính kỹ càng, không nên đem những cái bức xúc trong tình cảm, cuộc sống vào công việc. Phương diện tài lộc, người tuổi Hợi dễ bị trừ lương vì những cái sai lầm mình mắc phải trong công việc nên cuộc sống không được dư như mọi khi, cần phải có kế hoạch chi tiêu hợp lý, tốt nhất là cần tiết kiệm, tránh tiêu xài cho những cái món đồ không cần thiết. Và bước vào tháng 12 âm lịch, trong cái tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tổng thể vận trình của người tuổi Hợi không có nhiều tín hiệu lạc quan, nhất là trên cái phương diện sự nghiệp và tình cảm. Trong sự nghiệp, bản mệnh thường không hiểu hoặc hiểu nhầm ý của cấp trên, rất dễ dẫn đến làm việc không đúng mục đích, không đạt được kết quả như mong muốn. Đặc biệt, những người làm trong lĩnh vực thiết kế, biên tập rất dễ mắc phải sai sót, thậm chí là đánh mất cái sự tự tin của mình. Tuy nhiên, thất bại là mẹ thành công, bản mệnh không nên nản lòng mà cần phải tiếp tục giữ vững tinh thần cố gắng, nhận ra cái điểm yếu của mình để có kế hoạch sửa chữa, bồi dưỡng kịp thời. Trên phương diện tình cảm, người độc thân khó có thể tìm được đối tượng như ý, còn những người đã lập gia đình dễ xảy ra mâu thuẫn, hiểu lầm với nửa kia. Bản mệnh cần giữ bình tĩnh và dành thời gian trò chuyện với nửa kia của mình nhiều hơn. Và tiếp theo đến cái vấn đề thứ 8 là xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với cái cách hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Theo tử vi 12 con giáp năm 2020 thì người tuổi Hợi vận trình không mấy khởi sắc, thậm chí còn vướng phải những cái chuyện thị phi mâu thuẫn nữa. Tiền bạc tiêu tốn ngoài dự kiến, sự nghiệp thì bị tiểu nhân hãm hại, thành quả gần tới tay còn bị nắng tay trên, thậm chí còn có cái nguy cơ vướng họa thị phi quan tụng. Chuyện tình cảm cũng không được như ý, người có đôi dễ vì cái mâu thuẫn mà tình cảm rạn nứt, song với người độc thân thì đây lại là cái khoảng thời gian đáng nhớ khi đôi bên bắt đầu suy nghĩ tới cái việc về chung một nhà. Xem phong thủy cửu cung phi tinh năm 2020 thì tứ lục tinh chú về công danh sự nghiệp bay vào phương tây nam trong nhà, đây chính là văn chương vị năm Canh Tý. Mệnh chủ có thể đặt phòng làm việc hay bàn làm việc ở vị trí này trong nhà để vận trình sự nghiệp được thúc đẩy. Ngoài ra thì người mệnh này có thể sử dụng một số cái vật phẩm phong thủy cát tường giúp ích cho con đường công danh như là thuyền buồm phong thủy, tháp văn chương hay tượng voi hoàng ngọc. Ở phương vị của hí thần là góc chính nam trong nhà, gia chủ tuổi Hợi có thể đặt tượng kỷ lân phong thủy để vượng vận quý nhân, đón cả tin vui về tình cảm và công việc. Ở góc này nên giữ cho ánh sáng chiếu rọi thường xuyên, nếu không có ánh sáng tự nhiên thì có thể bố trí lắp đèn ở đây. Cũng có thể đặt một tấm thảm màu đỏ để giúp cho phong thủy thêm thuận chiều, mọi sự được hanh thông suôn sẻ. Quý vị thân mến, như vậy là quý vị đã cùng chúng tôi tìm hiểu về tuổi Hợi trong cái năm Canh Tý 2020 tổng quan về công danh, tài lộc, sức khỏe, tình duyên, cách hóa giải vận xui rủi và tử vi chi tiết từng tuổi Hợi và cái vận trình tài lộc từng tháng trong cái năm 2020 để người tuổi Hợi biết nắm bắt để đón lành tránh dữ trong cái năm này. Mong rằng với thông tin này sẽ cung cấp cho quý anh chị được nhiều kiến thức bổ ích hơn, giúp các anh chị đón lành tránh dữ trong năm 2020. Chúc quý anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành quả trong năm 2020 này. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Ly Lực Tử Vi hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt
và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.